Chú tên là Lê Văn Hoành ở Hà Nam. Chú mắc bệnh gì và biểu hiện của bệnh như thế nào? Chú mắc bệnh viêm đa khớp, hiện là bệnh là đau hai bên vai, gáy, đau lưng, đau gối. Bệnh tình như vậy ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày như thế nào? Tất nhiên là ảnh hưởng nhiều ấy, nhưng mà nhiều lúc nó đi không chính xác, nó đau. Trước khi biết bệnh cái trẻ đông thì chú đã đi điều trị bằng phương pháp gì chưa? Chú có uống thuốc ở bệnh viện Bạch Mai với đại học y, uống mấy lần nhưng mà nó uống xong hết thuốc nó lại đau. Từ đâu chú biết tới viện cái trị Hải Thượng đã đau ạ? Chú xem ở trên mạng thấy là chú đi luôn. Vậy sau khi cái trị tại viện cái trị Hải Thượng đã đau thì chú cảm giác bệnh tình mình thay đổi thế nào? Nói chung là bệnh tình là nó giảm đi nhiều, mà giờ nó đỡ nhiều rồi. Vậy 10 phần thì chú cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Nó đâu tầm 50-60% rồi. Bây giờ sinh hoạt của chú đi lại hay là anh uống thay đổi? Đúng, bây giờ là sinh hoạt bình thường rồi. Nói chung là so với cái hôm nó đau thì khổ hơn nhiều. Bây giờ là thấy cái sinh hoạt nó bình thường. Vậy chú nhận thấy cái phương pháp điều trị này có ưu điểm gì so với phương pháp trước đây chú từng điều trị ạ? Nói chung là cái phương pháp này là cái chỉ này tôi thấy là ưu việt hơn các bạn uống thuốc tây, bởi vì là uống thuốc tây ngừng thuốc cái là lại bị ngay, còn bây giờ là mình cái chỉ thì thấy nó đỡ hơn nhiều. Vậy chú có lời gì muốn gửi tới những bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh xương khớp nhưng mà chưa biết tới những cái chỉ hạt tượng đã đau không ạ? Mà tôi muốn gửi tới những người đau xương khớp như tôi là lên đi Hải Thượng Mã Đông để cây chỉ để cho nó bớt cái phần khổ, lúc đau hàng ngày nó đau khổ lắm. Vậy chú có lời gì gửi tới đội ngũ y bác sĩ của viện cây chỉ không? Trước hết là cảm ơn các bác sĩ với các nhân viên ở viện cây chỉ này, tôi xin cảm ơn đã chạy chữa cây chỉ cho tôi, là đã bệnh tình đã giảm được nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.